Chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty Thế giới cây giống chi nhánh Cây Lậy. Và trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bà con xem cái vườn dừa mã lai đỏ ở huyện Cây Lậy, tỉnh Tiền Giang. Bà con nào mà ở khu vực Cây Lậy Cái Bè mà muốn lên vườn trồng dừa mã lai á, mà muốn xem vườn thực tế thì liên hệ bên mình ha. Bên mình sẽ cho bà con xem tham quan qua màn hình YouTube, hay là bà con muốn xuống trực tiếp vườn của chú ở Cây Lậy vẫn được ha. Đây là một cái vườn dừa mã lai được trồng hơn khoảng 2 năm, hơn 2 năm với số gốc là 230 gốc ha bà con. Ở đây thì cái vườn dừa này là dừa mã lai đích nhọn nha, cho nên bà con thấy trái khá là nhiều. Mặc dù là đây là giai đoạn trái chín nhưng mà cái cây cho trái cũng khá là nhiều. Ngoài dừa thì cái chú ở đây thì có trồng sen mít, nhưng mà nhìn chung thì dừa với mít trồng xen với nhau thì năng suất không cao, tại vì dừa nó đã chiếm ưu thế hơn rồi, mít thì nó không có bằng. Đây chính là cái vườn dừa, cái hoài dừa khô nè. Thì đây cái vườn dừa mã lai này thì bà con thấy đây, trái rất là thấp luôn, chỉ đứa bé là khoảng 1 mét. 1 mét thì nó cũng hơi cao ha, thấp thấp chút nữa là có thể hái luôn á. Ngồi xuống gốc là hái uống nước luôn, rất là ngon. Đặc biệt đối với dừa mã lai thì cái vỏ nó mỏng và nó cơm, cái gáo của nó to đó, khi chúng ta uống thì nước lượng nước nó nhiều hơn so với các loại dừa sim khác, và nước nó ngọt nữa. Thì chúng ta tiến đến cái cây này, coi cái hoài dừa này khá là nhiều ha. Trên một cây dừa nó sẽ ra có rất là nhiều đợt trái ha, trái già có, trái vừa mới nở cũng có, vừa mới đậu cũng có, phát hoa ra cũng có ha. Cho nên chúng ta phải canh thời gian mà thu hoạch dừa. Theo chân chú chủ vườn tiếp tục đi theo cái cây. Hoài này trái chắc nhiều à. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 trái. Hoài 15 trái. Đúng như quảng cáo. 15 trái trên một hoài. Đây là giai đoạn cây ra trái chín, nhưng mà trái cũng khá là nhiều ha. Khi mà cây nó tầm năm thứ 3, thứ 4 trở đi á, thì năng suất nó đạt tối ưu thì nó sẽ cao hơn. Có thể dao động tầm 20-25 trái trên một hoài ha bà con. Đây là dừa khô nè, dừa khô để chú sẽ nhân giống lên ha, và cung cấp cho bà con. Và đây thì người ta lên clip như thế này, trồng cặp mương hướng lên hướng nghiêng ra ngoài mương đó. Nếu như mà bà con muốn trái nó to thì chúng ta có thể tỉa bớt trái giai đoạn này, giai đoạn mà trái còn nhỏ chúng ta tỉa bớt trái, chừa tầm 2-3 trái thì cái trái nó sẽ to ha. Còn như mà trái nhiều như thế này thì trái nó sẽ nhỏ hơn một chút. Rồi nếu bà con muốn sở hữu giống dừa mã lai thì vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ hotline 0845 66 44 99. Xin chào.